Cùng đến với một thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Người đứng đầu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Catherine Russell cho biết rằng các bên tham chiến ở Gaza đã nhất trí là ngừng bắn vì mục đích nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai đợt tiêm vaccine bại liệt thứ hai dành cho hơn 590.000 trẻ em dưới 10 tuổi và dự kiến là sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 sắp tới. Theo người đứng đầu Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc, điều quan trọng là tất cả các bên phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn này, nếu không việc tiêm vaccine cho trẻ em không thể diễn ra. Theo bà Catherine Russell, sự thành công của vòng đầu tiên cho thấy, khi các thỏa thuận được tôn trọng, công việc có thể hoàn thành. Với thiết bị vaccine bổ sung vào hộp lạnh đã đến Gaza hôm 10 tháng 10, UNICEF cho biết đã sẵn sàng cung cấp và tiêm vaccine cho trẻ em để ngăn chặn sự lây truyền của bệnh bại liệt. Trước đó, vòng đầu tiên của chiến dịch tiêm vaccine bại liệt diễn ra vào ngày 1 tháng 9 vừa qua đã đạt được mục tiêu là tiêm phòng bại liệt cho 90% trẻ em dưới 10 tuổi. Chiến dịch được thực hiện theo từng giai đoạn trong 2 tuần, trong thời gian ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas.